Thank you.
nghi thức tam phép diệt mộ. Xin mời ca đoàn. Như danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thanh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tơ Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là xương sống lại và là xương sống chiêu sang, làm cho tôi tơ Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiêu tỏa từ tôn nhan Chúa. Tôi tơ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vinh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta cũng có thêm người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em chúng ta. Chúa đã có tin ra ra vô chia xin lao sạc nước mắt chúng con. Chúa đã cho kẻ chia sống lại, xin còn thương cho người chị, người anh em chúng con được sống đời đời.
mấy cô ra ngoài kia đi.